Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai Mr. Bầu có mặt tại Phú Quốc và hôm nay sẽ tham quan Green Tinder. Mọi người hãy cùng đi theo Mr. Bầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cổng. Thì trước khi qua cổng, chúng ta sẽ quét cái hình ảnh ban đầu chúng ta đã chụp bên khách sạn. Tất cả những hình ảnh của chúng ta nó sẽ link với cái hệ thống ở bên Vin. Trước khi bắt đầu hành trình chuyến tham quan thì trước cổng có một chị nhân viên. Chị ấy sẽ hướng dẫn chúng ta các địa điểm ở trong công viên. Đây, hiện tại thì mình đang ở vị trí này ha. Bây giờ mình sẽ quẹo phải, mình sẽ qua khu trò chơi bên đây trước. Rồi khoảng tầm cỡ 11 giờ trưa mình sẽ vào chỗ thủy cung mình xem biểu diễn nàng tiên cá cho cá ăn nha. Các bạn hãy đi theo mình nha. Đó là đặt chuyến bay lần đầu tiên đến tại Việt Nam với cái màn hình Full HD 360 độ. Đúng rồi, mình giống như kiểu nhập vai phim ảo 5 phút thôi. Chiếu phim là ở đâu anh? Trong này hả? Mẹ ơi! 10 giờ có phim. Cái phim đó là khá là thú vị, tại vì đó là đặt chuyến bay á. Giống như kiểu là mình đang nhập vai vô phim vậy đó. Dạ. Giống như kiểu mà đeo kính 3G vô mà xem game vậy. Để ý vào. Còn mình muốn chụp ảnh xuất sắc đẹp á. Đây. Đẹp rồi. Cái thảm. Chứ phải cái xe. Mười giờ nó sẽ chiếu phim ở trong đây nè, trong đây nè. Trong đó nó có mấy con chuyện tinh nữa. Có một con thôi chứ thấy con một con thôi, một con. Giống như trượt ống vậy đó. Đúng rồi, nó giống như trượt ống có viên nước vậy đó mà nó khô nó không có nước. Rồi, cũng tự như vậy. Đây, đi vô. Ở đó là nhảy vô vừa thôi nha, cái đồng mạnh vừa vừa có mạnh dữ nữa. Mạnh dữ là cái kiểu tàu lượn chứ hả? Tàu lượn siêu tốc. Thì nó chạy cũng chậm, nó chạy tới 100 mốt. Đây, có phim. Đi coi phim con. Kìa, tao hái tặc kìa. Mình sẽ đi xem phim rạp phim bay nha. Mình sẽ hóa thân thành những nhân vật ở trong bộ phim này. Ủa đâu? Nó kêu tủ để đồ để đâu? Đâu? Vậy là bỏ gửi đồ đây hả? Ủa đứng vậy hả bầu? Chứ không ngồi hả? Điện thoại thôi, coi chừng nó rớt à. Không rớt nổi đâu, cầm trong tay sao rớt. Ừ, để coi đi. Xin chào, cảm ơn các bạn đã tới thăm cung điện của tôi. Nơi chúng ta đứng chính là nơi cất giữ những tấm. Mà cái thảm nó bay á, mình sẽ có cảm giác bay theo cái thảm.
bay theo. Rồi sau khi mà chúng ta xem phim Aladdin với màn hình là 360 độ thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua thủy cung để xem các loài cá, và khoảng cỡ 11 giờ sẽ có một chương trình là biểu diễn của các nàng tiên cá. Các bạn hãy đi theo mình nha. Đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến trạm xe. Một lát nữa sẽ có xe điện người ta chở mình đi đến khu vực thủy cung. Hình như bên đây là trượt thác nước nè màu. Bên kia là trò chơi trượt thác nước. Còn đây là vòng xoay thời gian đuôi đứng. Rất là cao. Rồi bây giờ mình đã đến thủy cung rồi nha các bạn. Phía trước mặt chúng ta là những chú chim cánh cụt. Dễ thương nghe không? Dễ thương quá ha. Người ta làm tuyết rồi này nọ để cho nó sống như môi trường của nó. Đây là loài chim cánh cụt Nam Cực. Nhìn mấy em đó dễ thương ghê. Bầu đang ở thủy cung ở Winter, Phú Quốc. Mọi người cùng đi tham quan thủy cung cùng với Mr. Bầu nghe. Ê, nó tới chương trình biểu diễn rồi kìa. Đi ra coi, ra coi. Lái vô đây tham quan sao? Này đi dòng luôn mà. Dòng đâu? Thì thử coi. Chết đuối nữa bà. Ở trên đây ngủ được. Mát quá. Chết đuối nè. Đi đi. Nó đang cho ăn cá, nó bơi qua kia hết trơn. Đi chậm đi cá bụng á. Cái con cá mập mập mà đi đi. Con cá gì vậy? Con mú. Mặt mày xấu lắm nha, cái mỏ gì chề ra. Bự quá ha. Con này.
Đó, cá mú á, mú biển. Mú là bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi trò chơi này, gọi là trò chơi gì ta? Khiên thần. Xong trò như hồi nãy tê tay tê chân luôn, không dám mở mắt ra nhìn. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi qua bên đây chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc nha các bạn. Vậy ngồi chung đi 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 đi. Thường mấy chú Tâm chơi mấy trò này chú Tâm toàn nhắm mắt không à, không dám mở mắt. Thấy anh Tâm đang đi chơi trò chơi cảm giác mạnh không? Coi lát nó đái quần nè. Quay An chú Tâm nha. Hello, hi nè 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 Quang. Rồi chuẩn bị nha. Coi chú Tâm đá quần nè. Mặc tả rồi. Có mặc tả, chú Tâm sáng nay đi mặc tả rồi. Các bạn nào mặc tả chưa? Mới đi hết nước rồi. Mới đi hết nước rồi hả? Rồi chúc mừng các bạn. Dạ rồi. Đó, các tình yêu đang bắt đầu đi nè. Rồi mày chết mày cưng. Đó, nó chạy đó thấy không? Một vòng. Đi tiếp nghe. Rồi, chơi của mình sẽ thắng trên. Rồi, anh chị của Lâm còn nổi dậy đây là áo cái đen và màu trắng với mặt là như vậy. Để ở đây các bạn mình. Rồi, mình sẽ di chuyển sang bên trái như em thôi. Chúc mừng. Bước sang trái à. Chào các bạn, sau khi mà chơi trò chơi xong thì bây giờ mình sẽ ghé vào một gian hàng bán kẹo dẻo. Bây giờ mình lựa được một ít kẹo rồi nè. Đây, ở đây có rất nhiều loại kẹo nha. Các bạn có thể thấy nè, nhìn rất là ngon. Mình rất thích kẹo dẻo. Nó chua chua ngọt ngọt. Giờ mình sẽ lấy hai cái môi. Tình cái môi nè. 88.100 gram. Thì mọi người có thể lấy đủ thứ loại hết, miễn sao cân lên đúng 100 gram thì tính tiền. Giờ mình sẽ đi qua bên đây tiếp nha. Bên đây hình như hết phải kẹo dẻo. Hết dẻo rồi, chocolate luôn à. Không, không thích. Mình chỉ thích ăn kẹo.
thể đi lên xuống thang máy nha các bạn. Mỗi lần vô là chúng ta phải quẹt thẻ, có thẻ mới lên được nha. Thang máy đi rất là nhanh, tới nơi được. Bây giờ mình sẽ về phòng ngủ để chiều chuẩn bị còn đi chợ mua hải sản nữa nha các bạn. Chợ ha, mua được mấy ký tôm hài. Ốc ở đây rất là tươi, ăn cái thịt nó dai mà nó ngọt lắm các bạn. Tôm hài ở đây bán 100.000 ký cũng rẻ. Bên kia mình mua tới 3 ký ghẹ, đang nhờ mấy anh đây luộc giùm, tí nữa đem về khách sạn nha. Chợ này là chợ Dương Đông phải không bạn? Đúng rồi. Bán hải sản rất là nhiều. Đây, ghẹ đã luộc xong rồi. 2 ký ghẹ với 2 ký tu hài. Ghẹ thì ở đây 200 ký. Ghẹ chắc cũng ngon. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ đi qua phố đi bộ chợ đêm để mua quà lưu niệm. Hiện tại thì mình đang có mặt ở phố đi bộ chợ đêm ở Phú Quốc. Giờ tầm khoảng cỡ 5 giờ. Bắt đầu là người ta dọn hàng ra, người ta bán rất nhiều. Hi, xin chào mọi người. Lúc chiều đi ra chợ để mua một ít hải sản. Sau khi buổi công tối xong thì bây giờ chúng tôi đi xuống dưới biển để chuẩn bị ăn hải sản. Mọi người đi theo tôi nè. Đó, bây cái này là đường, đoạn đường đi ra biển nè các bạn. Rất là lãng mạn. Không, nguyên một con đường. Từ trên xuống dưới là hả, đèn quá trời luôn. Đèn đây. Quá trời luôn. Có hai em bé gái. Giờ đi ra biển, ra biển ăn nhậu. Mình thì ăn thôi chứ mình có nhậu. Rồi mình đã tới nơi. Ngoài biển thì ở ngoài đó nó không có đèn cho nên nó hơi tối. Giờ mình sẽ ngồi trên cái thảm cỏ này. Đây nó có một cái bóng đèn nè, có được ánh sáng chút xíu. Bây giờ sẽ dọn đồ ăn hải sản ra để ăn ha. Mời các bạn. Con phụ chú Nghi đi. Quá ngon đúng không? Đó, giới thiệu các bạn đi, coi coi cái món này là món gì. Con cầm con ốc lên con giới thiệu các bạn coi đi. Đây là tôm. Đây là món gì? Nghi ngồi lùi lại chút đi. Dạ dạ trời đây. Đây là tôm hài. Không? Đó, tôm hài 100.000 một ký. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn như là ghẹ. Hồi chiều mình mới mua ở chợ 200.000 một ký. Ghẹ này rất là tươi và ngon. Các bạn hãy cùng xem mình review nhé. Rồi, bây giờ là mình sẽ dọn đồ ra nha. Rồi một lát nữa mình sẽ ăn review cho các bạn nha. Đâu. Tiếp theo mình sẽ review con tu hài baby. Rồi cảm nhận con ăn thấy sao? Con thấy nó dài. Dài nó hơi bùi bùi. Thịt nó ngọt phải không? Thịt nó ngọt, chắc.
Nó để viên tôi hài mà ra miếng quýt luôn. Con đừng có lẫn lộn với mít nha. Mới ăn mít xong review ốc của quan. Nó có giòn luôn. Giòn mà. Màu nó vàng vàng. Trời. Nó review mít mà nó thành rồi ăn đây. Rồi. Rồi sao đây? Và sao đây? Đây, con ghẹ. Tôi bị kinh tiền đi kêu. Rồi đưa đi kêu. Rồi con húp thử coi ngọt không? Vô có hũ đâu không? Nó ngọt. Nó hơi mùi biển. Ghẹ rất là chắc nha. Chắc lắm luôn. Trời ơi. Mấy cái sơ nào vàng 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 vàng. Thịt ngọt đúng không? Ngọt. Thịt cũng chắc nữa. Kết thúc một ngày ăn chơi thì bây giờ cũng đã gần 12 giờ khuya rồi. Bây giờ thì lên giường đi ngủ. Sáng mai dậy sớm sửa soạn đồ đạc để check out trả phòng bay về Sài Gòn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.